Chapter 1072, Luffy tái ngộ người bí ẩn sở hữu trái ác quỷ. Chapter 1071 đã kết thúc với rất nhiều dữ liệu thú vị. Và trước đó mình đã có một video dự đoán cho các sự kiện hấp dẫn nhất có thể xảy ra trong chapter 1072. Cụ thể nhất chính là trận chiến của Zoro và Kaku vẫn sẽ tiếp diễn. Theo tính chất thì lần trước là màn trình diễn của hai thuyền trưởng Luffy và Roluxy, giờ sẽ đến hai thuyền phó là Zoro và Kaku. Kaku trước khi ăn trái ác quỷ Zonhu cao cổ thì có chỉ số độc vật lý Doriki là 2200. Nhưng sau đó hắn ta đã nóc trái này thì Doriki còn tăng thêm rất đáng cởi. Vì bản chất của trái giòn sẽ giúp tăng tốc độ di chuyển, sức mạnh cơ bắp và cả luôn về tốc độ hồi phục. Chưa gọi Roluxy đã thức tỉnh thì Kaku lại càng được mong đợi dạng thức tỉnh của hắn. Nó có thể sẽ xuất hiện ở chapter 1072. Và video này mình sẽ không tập trung quá nhiều vào các thông tin khác nữa. Các bạn hãy xem lại video dự đoán trước đó để biết thêm nha. Và sau khi lật lại một số dữ liệu chapter 1071 cùng với nghiên cứu cách thức xưng hô, cùng với cách mà Vagabond gọi cho người bí ẩn để nhờ vả, thì mình đã nhận ra một số thứ. Thế nên video này mình sẽ tập trung xoáy vào nhân vật đó để mở rộng thêm những hướng nhìn mới cho anh em về sức mạnh của nhân vật bí ẩn này. Theo cái nghiên cứu của mình thì người này đã sở hữu một trái ác quỷ rất mạnh, và nếu trở thành một đồng minh của bằng mẫu rơm sẽ rất tuyệt vời. Đồng thời người này là một kẻ phản bội. Không để cho anh em đợi chờ thêm nữa, nếu có bất kỳ dự đoán nào về người bí ẩn sắp xuất hiện tới đây thì hãy thả lại một bình luận ở dưới video này để cho tất cả anh em cùng tham khảo nha. Cũng đừng quên like video này và đăng ký kênh để tiếp tục gia tăng sức mạnh cho bằng của chúng ta đấy nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em. Họ sẽ không còn chỗ nào để ăn náo nếu lọt vào tầm ngắm của chính quyền thế giới. Đây là câu nói có hai thứ mà các bạn cần chú ý. Đầu tiên là cách xưng hô. Bên 03 gọi họ không có nghĩ rằng ở đây là nhóm người, mà chỉ là một người như bên 04 đã nói, chúng ta còn một đồng minh khác trên đảo. Tức là chỉ có một người duy nhất thôi nha. Ý thứ hai ở đây cho thấy được nhân vật này sẽ không còn bất kỳ nơi nào để ăn náo nếu như xuất hiện trở lại. Chứng tỏ được người này chưa từng là tội phạm, nhưng hiện tại đang phải lẩn trốn sự truy bắt của chính phủ vì đã lỡ gây ra một sai lầm hoặc một tổn thất nghiêm trọng nào đó cho hải quân hay là chính phủ. Bởi vì với cái hải tặc thì họ có quyền tự do đi lại khắp mọi nơi trên các vùng biển. Với việc bị truy nã sẵn thì chẳng có việc gì phải lo sợ hay e ngại chính quyền thế giới cả. Đụng chuyện thì chơi tới, chứ mắc gì phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột để làm gì ở trong đảo tương lai. Mà đây lại là nơi của chính phủ thì hẳn người này đã từng là hải quân hoặc là một đặc vụ chính phủ. Trong các video trước đó mình đã nghĩ đến Sabo hay Gaban, nhưng thực tế thì chúng ta thấy được Sabo đã là tội phạm bị truy nã rất gắt gao rồi, thì việc trốn không còn là mối bận tâm của anh ta nữa. Chỉ cần thoát ra được từ sự cố ở Lulusia thì anh ta có quyền trở lại căn cứ quân cách mạng để tiếp tục hoạt động, chuẩn bị những kế hoạch rất kỹ lưỡng hơn để nhắm vào Thiên Long Nhân và chính quyền thế giới chứ sợ sệt gì mà phải trốn. Gaban thì lại càng khó hơn để xảy ra, vì ông ấy từng là một hiền thoại thành viên băng Roger, bốn biển là nhà. Thậm chí để bắt được Scopper Gaban cũng khó chẳng khác gì Rayleigh. Thế thì tại sao ông ấy lại phải trốn? Dựa vào tất cả các thông tin trên thì mình đã loại bỏ được nhóm danh sách các tội phạm từ trước đến nay với số tiền truy nã được công bố. Người này sẽ là một nhân vật từng thuộc hải quân hoặc là đặc vụ, mà trong quá trình Luffy chiến đấu ở Wano đã gây ra biến cố lớn gây tổn thất nghiêm trọng. Mình liệt kê ra được một số nhân vật như sau: một là Red, hai là Smoker, ba là Kuma và bốn là Đô đốc Fujitora. Tại sao Fujitora lại nằm trong danh sách này ư? Mình sẽ cung cấp các dữ liệu một cách chi tiết cho phần phân tích liên quan đến ông ấy. Và đầu tiên thì chúng ta nên đến với người bị tình nghi thứ nhất, Red. Red là một đặc vụ bí mật thuộc tổ chức SWORD của Hải quân. Đây là tổ chức điều tra các hoạt động phi pháp của chính phủ nên hoàn toàn bị cấm. Nhưng họ không chấp thuận mà vẫn bí mật hoạt động. Red dù là hải quân ngầm, làm nhiệm vụ thâm nhập ở Quano, mang lại một số thông tin quý giá cho hải quân nhưng vẫn gây ra một sai lầm lớn là ngăn cản các CP0 ở Quano. Các CP0 làm nhiệm vụ theo mệnh lệnh của Ngũ Lôi Tinh, bắt giữ Nico Robin cũng như tiêu diệt Luffy mổ rơm, trong khi Red lại ngăn cản họ bắt giữ Robin, cùng quyết định liên minh với Luffy để gia tăng sức mạnh cho cuộc chiến của phe mũ rơm. Thế nên dù anh ta là thành viên của hải quân làm gián điệp đi nữa thì sau sự kiện đó bị báo cáo lên sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để quay trở lại là một hải quân như trước. Điều này cũng sẽ biến anh ta trở thành một mục tiêu bị truy lùng chẳng khác nào là một hải tặc. Ở chapter 1061, chúng ta có được sự hiện diện của một số thành viên thuộc tổ chức SWORD như là Kuros hay là Hibari. Kuros nói rằng mình trong giờ phút này thì không thể liên lạc được với Red nên không nắm bắt được tình hình gì nữa, khiến tổ chức này không dám hành động một cách liều lĩnh trong việc giải cứu Kobe hay là các kế sách khác. Trong khi Red được nhìn thấy lần cuối cùng là ở trong lâu đài Onigashima tại Wano ở chapter 1052, anh ta đã chứng kiến cái chết của Hoskins, còn bản thân của mình thì bị thương rất nặng. Một thời gian sau đó khi mà Luffy đã bình phục trở lại thì Red với đặc tính của chiến dân cổ đại cũng sẽ có được sự bình phục nhanh chóng. Anh ta là người của hải quân nên biết rất rõ cái căn cứ hải quân, nhưng với những gì mình đã làm thì không thể nào lộ tung tích ra được. Khi liên lạc với tổ chức sẽ bị phát hiện, giống như xuất hiện trở lại chẳng khác nào là mục tiêu của bọn sát thủ CP0. Vagabond là một người tốt nên sau sự kiện Wano thì sẽ tạo ra một cái nơi ẩn nấp cho Red. Đồng thời Vagabond nói rằng Luffy đến Wano rõ ràng là một định mệnh. Thực chất mình cho rằng Vagabond đã biết hướng đi của Luffy,
Đó là dấu Red đã báo lại sau khi thấy Luffy đi theo hướng này đến hết. Với kinh nghiệm của mình thì Red đã đến trước và cho Vegapunk 2 sẽ có kẻ đến. Nên trong cuộc gọi với Zoro, Vegapunk nói rằng mình muốn gặp bằng bộ rồng. Nhân vật thứ hai có khả năng không quá cao là Smoker. Trước sự kiện tại Red Rosa, thỉnh ta đã bị Doflamingo nện trong một trận ra trò, đến mức xích tí thì mất luôn cả mạng sống. May mắn nhờ có cựu đô đốc Aokiji xuất hiện giải cứu, đấm bằng Doflamingo khiến cho hắn cảm thấy bất ổn nên rời đi. Sau đó giữa họ đã có một cuộc trò chuyện, về chuyện Kuzan từ chức đô đốc, trở thành một thế lực ngầm với những nước đi tự do của mình. Kuzan cũng nhờ Smoker cảnh báo điều gì đó cho Akainu. Và lần cuối cùng được nhìn thấy Smoker là tại chapter 793 trên đường đến gặp Vegapunk cùng với Tatsugi. Sự kiện trong giai đoạn này chưa được nhìn thấy, nhưng với những gì được biết từ Kuzan thì Smoker dường như đã thay đổi suy nghĩ của mình với công lý của chính quyền thế giới. Cũng đừng quên Smoker đã từng có mặt trong sự kiện sư tử vụ hai tặc Roger, cho thấy được vai trò của nhân vật này trong One Piece rất to lớn. Smoker đang một trái quỷ hệ Logia biến anh ta trở thành người khói, không biết rằng điều này có mang đến hiệu quả chiến đấu nếu như đụng độ với các sát thủ CP0 hay không. Dĩ nhiên phần sức mạnh thì Smoker không được đánh giá cao rồi. Chapter 1061, chúng ta chỉ được nhìn thấy Tatsugi mà không hề nhìn thấy Smoker ở đâu. Rất có thể anh ta đã gây ra một cái điều gì đó thật sự rất điên rồ. Nhưng với Smoker thì mình không mong đợi nhiều lắm, vì nếu là người bí ẩn ở đảo tương lai thì không có quá nhiều sự kiện liên quan đến nhân vật này, ngồi chờ biết thông tin gì đó về tấm hồng phiến cuối cùng. Chúng ta cũng sẽ đến với nhân vật tình nghi thứ ba là Kuma. Kuma là một thành viên của quân cách mạng và có thể chính quyền thế giới chưa từng phát hiện ra. Họ muốn Vegapunk nghiên cứu Kuma để tạo ra những người máy Pacifista, và dường như là do Kuma thuộc một chủng tộc đặc biệt mới bị như thế. Kuma đã chấp nhận để trao đổi lại một số điều kiện chưa rõ, nhưng các thí nghiệm của Vegapunk đã biến Kuma thành cyborg, dòng mất đi ý thức. Nhưng những Pacifista xuất hiện, kể cả Pacifista làm nô lệ cho Thiên Long Nhân ở thánh địa Medenjoy cũng có đánh dấu, từ BX0 tăng lên theo thứ tự cho đến các phiên bản nhân bản khác. Vậy nếu như Kuma thật còn sống, thì những Pacifista mà chính phủ dùng chỉ là các bản thể mang một phần nhân tố huyết thống của Kuma, chứ không phải là Kuma thật. Ông ấy đang bị giấu trong Aethys sau khi các thí nghiệm hoàn thành. Bản BX0 chỉ là bản thay thế được ném sang Medenjoy để làm nô lệ, nhưng lại có được phần lớn trí tuệ của Kuma thật. Quân cách mạng cũng không hoàn toàn biết nên đã tấn công thánh địa để giải cứu cho Kuma. Và như giờ đã thấy, Kuma BX0 đang quay trở lại cánh cổng công lý một lần nữa. Nếu các bạn để ý lại sẽ thấy được khi mà Luffy bị Kuma thổi bay đi bằng năng lực của Jack, quỷ Nikki ở góc, thì khi đáp xuống sẽ có một cái bàn tay gấu ở chapter 514. Còn Kuma BX0 tự di chuyển mình đến cánh cổng công lý, khi rơi xuống lại không có dấu tay gấu. Liệu đây có phải là một dấu hiệu cho thấy được BX0 không phải là Kuma thật hay không đây? Nếu đúng thì Kuma thật dường như đang có mặt tại trong đảo tương lai. Với sự xuất hiện của Kuma thì ông ấy sẽ có thể dễ dàng đưa Vegapunk cùng băng mũ rơm rời đây bằng năng lực của Jack, quỷ Nikki. Nhưng nếu là như vậy thì Vegapunk có cần nhờ đến băng mũ rơm hay không? Nên khả năng Kuma thật cũng không được đánh giá cao. Ở chapter 908, Fujitora đã gửi lá thư đến cho hai vị vua là Riku và Korra để gặp riêng họ. Nhưng sau đó thì vua Korra đã bị ám sát, mọi tội lỗi đổ lên đầu của Sabo, dù cuộc chiến đó có luôn cả Fujitora và Ryokugyo. Thất bại được xác nhận dành cho hai đô đốc kèm theo cái chết của vua Korra. Liệu có dính dáng gì đến Fujitora hay không? Fujitora trước đó cũng đã có một cái ván cược với Sabo. Ông ấy đặt cược niềm tin vào một cái thứ gì đó, dường như chính là Luffy. Ông ta cảm nhận được Luffy là chàng trai tốt bụng, đã thả cậu ta đi dù có cơ hội bắt sống tại The Red Rosa. Vậy nên cũng có một cái khả năng nào đó từ sự kiện ở thánh địa. Đô đốc Fujitora cũng đã nhận thấy được sự lòng quyền của Ngô Lô Tình, sẵn sàng giết chóc hoàng tộc, một trong số 20 quốc gia kiến tạo nên chính quyền thế giới. Cùng với mối quan hệ khá tốt dành cho Vegapunk, tin tưởng rằng hệ thống SSG sẽ thay thế được hệ thống Thất Vũ Hải. Và điểm này cho thấy nếu Fujitora tạo phản thì nương náu trên đảo tương lai cũng không có gì gọi là quá xa lạ. Và trên đây là bốn nhân vật mình nghĩ rằng có tiềm năng cao nhất xuất hiện trong tàu 1072 sắp tới. Anh em nghĩ rằng người này là ai? Đừng quên bình luận dưới video nha.